ghẹ, tôm, ở đây hải sản. Mình vô cái mê cung đồ ăn mà. Dâu. Có cái dâu. Đây, quá trời. Mình không biết món gì luôn. Để tiếng Thái không? Còn đây cái món gì nó thơm, thơm phức luôn. Gà, gà xì, gà chiên. Đây món gỏi nè, món gỏi Thái nè, gỏi mắm. Quá dịch cái cây luôn. Đó chị làm. Đó thử đó. Vừa ăn. Ồ, còn có bún lên thôi. Thôi mình đi ra ngoài đường rồi. Ở đây là cái chỗ gửi xe. Giờ mình đi vô lại. Đây là chợ đêm đây. Bán quá trời đồ luôn. Dinh lịch. Đây bán như là đẹp á, nhìn là lạ. Mời ngồi đi. Mình thấy đây. Mình thấy đây.
3 vậy nè. Bên đây đặc biệt là cái bia chan, bia chan yeah.